Sự thay đổi phong cách của Anna đã khiến cho nhóm bạn rất ngạc nhiên. Thế nhưng cô nàng lại không đủ tự tin và trở về với phong cách cũ. Mirai thì lại một lần nữa làm mất tiền, khiến cho nhóm bạn nghi ngờ về việc cô quay lại với Ken. Nhưng Mirai đã một mực từ chối và giấu kín chuyện tình cảm của mình. Hoang mang không biết nên bắt đầu từ đâu trong cuộc thi Big Lion, thì nhóm sắc màu được Nam Phong và Thiên Di nhận lời làm người hướng dẫn. Song song đó, nhóm Superstar cũng đã thành công trong việc mua chuộc phó giám đốc công ty Big Lion làm hậu thuẫn cho mình và lôi kéo Nunu tham gia cùng nhóm trong cuộc thi Big Lion. Giai đoạn nước rút, cả hai nhóm đều rất căng thẳng suy nghĩ cho mình những chủ đề hay, thì nhóm sắc màu cuối cùng cũng đã chọn được cho mình chủ đề. Vậy đó là gì đây? Cuộc thi của hai nhóm sẽ còn những căng thẳng gì nữa? Mời các bạn đón xem những tập tiếp theo nhé. Thôi, mọi người đừng có chờ nữa. Sao rồi Anna? Có bài chưa? Vậy là hết hy vọng thật rồi. Không có bài thì làm sao tụi mình tập luyện để thi đây? Mày đang lừa lọc cái gì Mirai hả? Chỗ bạn bè mày muốn hỏi á, tao nói thẳng luôn. Tao lừa tình lừa tiền đó. Được chưa? Thằng Ken nó nói với tôi, nhà của Mirai á, thuê người tới đòi nợ rồi báo là phá sản, để Mirai học được cách tự lập hơn mà thôi. Lại còn có chuyện đó nữa hả? Ngon quá bà. Trời ơi, giờ này mà hai bạn ngồi đây uống nước được. Ủa, giờ ra chơi không uống nước nghỉ ngơi chứ làm gì giờ? Không phải ý đó. Thế là chuyện gì? Bà nói đại đi, vòng vo. Hồi nãy tôi nghe được bọn màu mè nói là chúng nó có chủ đề rồi. Cái gì? Có chủ đề đó? Ừ. Chủ đề gì? Chủ đề của chúng nó là ước mơ. Bà nghe đúng chứ? Chắc mà, tôi nghe được từng chữ một luôn ý. Ước mơ. Ước mơ của bọn quê mùa nghèo hèn, muốn vượt lên số phận để bay cao bay xa. Nhưng mà dù là quê mùa đi chăng nữa thì tụi nó cũng đã có chủ đề rồi kìa. Còn tụi mình thì chưa có đó Ellie. Tính sao giờ? Thì mình tìm cho mình một chủ đề thôi. Bà hay quá. Muốn có chủ đề tự nhiên búng tay là có hả? Thì có rồi đó. Có rồi hả? Gì á? Nếu chúng nó là ước mơ thì mình sẽ là thời thượng. Ước mơ của bọn quê mùa thì sẽ bị đánh gục bởi sự sang trọng, quý phái, hiện đại. Wow, bạn đúng là thâm độc. Không phải là thâm độc, mà là thâm thúy. Thường thôi, động não một tí thì nó sẽ ra à? Em tới lâu chưa? Dạ, em mới tới à. Anh tưởng là em giận anh rồi chứ. Có gì đâu mà giận, anh cũng bận mà. Chứ có phải cố ý đâu. Tính ra là anh may mắn lắm luôn á. Có một cô bạn gái nè, vừa dễ thương mà vừa biết điều nữa, vừa biết thương người yêu nữa. À, bữa nay hẹn anh ra làm gì? À, cái vụ đóng tiền lãi á, anh nhớ đóng đúng hẹn nha. Tại em cũng đứng tên cho anh mượn á, nên anh đóng trễ, người ta tới tìm em thì mọi người biết luôn á. Anh biết rồi, thật ra là bữa giờ á, anh cũng cố gắng đi làm thêm rồi làm các thứ nữa. Cho nên là chắc vài hôm nữa là anh có tiền là anh đóng liền á. Dạ, vậy cũng được rồi. Thôi em về lớp nha, chứ để người ta thấy kỳ lắm. Anh biết rồi. Dạ, bye bye anh. Bye bye em. Đâu đây mày? Nè, mày nói thiệt đi. Mày đang lừa lọc cái gì Mirai hả? Tao làm gì có lừa ai? Mày nói gì vậy? Mày thôi đi. Mày không lừa nó vậy tại sao nó phải đi vay tiền vì mày? Được rồi. Chỗ bạn bè mày muốn hỏi á, tao nói thẳng luôn. Tao lừa tình lừa tiền đó. Được chưa? Là con trai mà mày đi lừa một đứa con gái như vậy hả? Tao không lừa nó, là tao bắt nó đóng tình phí cho tao.
Nè, tao thật sự không thể ngờ được là tao có một thằng bạn khốn nạn như mày đó Ken. Mày nên nhớ, trước đây mày cũng khốn nạn như tao thôi. Nhà con nhỏ nó phá sản, mày cũng không tha cho nó nữa. Nhà nó không hề phá sản, nó chỉ là một trò lừa của ông bà già nó thôi. Chuyện là hôm bữa tao vô tình nghe được băng đòi nợ nó nói chuyện, thuê tụi nó để đòi nợ vậy thôi. Tao cũng biết mục đích là gì, cũng có thể là cho con bé đó một bài học về cách tự lập. Nhưng mà tao không quan tâm. Chuyện của tao là moi tiền gia đình nó, rồi kết quả là nhà nó chưa hề phá sản. Thì ra đó là lý do để cho mày quay lại với Mirai đó hả? Chứ mày nghĩ tao yêu nó hả? Nè, chỗ bạn bè, tao nói thiệt, mày nên dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa đi Ken. Nè, chỗ bạn bè tao cũng nói thiệt với mày, chuyện của tao á, tao không mượn mày quan tâm, nghe rõ chưa? Sao? Có chuyện gì mà gọi tôi ra gấp vậy? Không có gì thì tôi vô lớp á. Ê, có chuyện này nhưng mà cô hứa với tôi là nghe xong cô phải bình tĩnh nha. Ừ. Chuyện liên quan tới Ken với Mirai. Chuyện gì mà sao liên quan đến hai người đó nữa? Anh biết gì rồi, mau nói đi. Cô biết chuyện hai người đó quay lại với nhau chưa? Cái gì? Hai người đó quay lại với nhau thật hả? Vậy là cô cũng không biết. Lúc nãy tình cờ tôi nghe được họ nói chuyện, sau đó tôi cũng đã nói chuyện trực tiếp với Ken rồi, nên là biết được một số chuyện không hay. Chuyện gì? Có liên quan đến Mirai không? Thì Ken nó quay lại với Mirai là để lợi dụng và lừa tiền. Nhưng mà bây giờ Mirai đâu có được như xưa nữa. Ken quay lại lừa tiền Mirai để được cái gì chứ? Thì cũng chính miệng thằng Ken nó nói với tôi, nhà của Mirai á, thuê người tới đòi nợ rồi báo là phá sản, để Mirai học được cách tự lập hơn mà thôi. Lại còn có chuyện đó nữa hả? Không được rồi, tôi phải đi báo với Mirai để bà tránh xa tin Ken ra. Nè, cô vừa mới hứa với tôi là cô sẽ giữ bình tĩnh xong luôn á. Chứ không lẽ anh bắt tôi dương mắt nhìn bạn tôi bị lừa hả? Thì cô cứ bình tĩnh đi đã. Bây giờ việc cần làm á là cô phải từ từ nói chuyện lại với Mirai. Chứ nếu như mà Mirai đã không muốn cho mọi người biết rồi, bây giờ đùng đùng cô kéo tới như vậy, có phải là hỏng hết chuyện không? Ừ, tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh đã nói ra chuyện này. Không có gì. À, nhưng mà nếu mà muốn cảm ơn tôi thì thôi tôi vô lớp nha. À, tưởng là sẽ cảm kích xong đi coi phim với mình, tốn tiền nữa rồi. Không biết mấy ngày nay anh Na, chị Thiên Di và anh Nam Phong sáng tác sao rồi ha? Sáng tác một bài hát không có dễ, cho nên là không vội được đâu. Nhưng mà tụi mình sắp thi rồi đó, có kịp không á? Hay là tụi mình qua đó xem sao? Không được đâu, tụi mình qua đó làm cho mọi việc rối thêm chứ được gì đâu. Vậy chưa vô phải làm sao? Qua đó không giải quyết được gì. Nhưng mà nếu tụi mình tin tưởng họ thì ngồi đây đợi đi. Anh chị. Ừ. Anh Na. Sao rồi anh Na? Có ba chưa? Vậy là hết hy vọng thật rồi. Không có bài thì làm sao tụi mình tập luyện để thi đây? Coi kìa, chưa gì mà chán rồi, vậy mà nói là quyết tâm cao lắm. Nhưng mà giờ tụi em phải làm sao? Đâu còn cơ hội nào nữa đâu. Thôi mấy đứa vui lên đi, anh chị làm xong bài nhạc cho mấy đứa rồi nè. Thiệt hả chị? Lúc
nãy Anna chọc mấy đứa thôi, chứ anh chị vừa mới làm xong mà nhà chạy qua đây liền đó. Thì ba này, nãy lừa tụi túi, làm tụi túi buông mùng chạy luôn á. Hay ghê á, dám lừa tụi tôi luôn. À, tha tôi đi. Nè tụi em nên nhớ nè, đây chỉ là mới là bước khởi đầu thôi nha. Bây giờ phần còn lại thành công hay không á là dựa vô hết vào sự cố gắng của tụi em đó. Cho nên phải cố gắng hết sức nha chưa. Dạ. Anna, chị Thiên Di, anh Nam Phong, mọi người đã vất vả vì tụi em nhiều rồi. Thay mặt nhóm, em cảm ơn mọi người nhiều lắm. Không có gì. Mà nè, không có được chán nản từ bỏ như hồi nãy nữa nghe chưa. Đừng có phụ lòng anh chị đó. Dạ. Bà hẹn tôi ra đây có gì không? Có phải là bà quay lại với tên Ken rồi đúng không? Bà nói gì vậy? Làm gì có chuyện đó? Người rai, tên đó không phải là người tốt. Sao bà cứ qua lại với anh ta hoài vậy? Bà hiểu gì về ảnh chứ mà nhận xét ảnh như vậy? Tên đó quay lại với bà không hề có ý tốt gì hết. Bà sao vậy? Không lẽ chỉ vì ảnh làm sai một lần mà lúc nào bà cũng định kiến anh ấy? Không phải là tự nhiên tôi nói như vậy. Tên đó quay lại với bà chỉ vì muốn lừa tiền mà thôi, không hề yêu thương bà gì hết đó. Bà tỉnh lại đi Mirai. Bà đủ rồi đó. Đúng, tôi quay lại với anh Ken rồi đó. Nhưng mà tôi mệt mỏi lắm, cái lúc nào cũng phải giấu giếm chuyện tình cảm. Bà có biết á, là tại vì mấy bà, nhất là bà á, mà lúc nào tôi cũng thấy lo sợ. Tôi xin bà luôn á, bà đừng có chia rẽ tụi tôi nữa. Mirai, Mirai. Đây là bài hát và bản phối mà tôi phải dùng tới tiền và quan hệ để có được cho tụi em đó. Thì yên tâm, em sẽ gửi lại thầy gấp đôi. Wow, bài này hay quá, hợp với chủ đề thời thượng của nhóm mình. Không hay sao mà được, mua bằng tiền mà lấy. Ừ, đúng là nhất quan hệ, nhi tiền tệ. Thôi, đừng ngồi tâng bốc nhau nữa, lo mà tập luyện đi kìa. Dạ, alo. Trễ hẹn rồi, mà sao em chưa gửi cho anh được hả cô bé? Chứ không phải anh Ken đóng cho anh rồi hả? Nếu nó đóng tiền thì việc gì anh phải gọi cho em chứ. Không lằng nhằng nữa, em mau đóng cho anh. Nếu không, anh tìm đến tận nhà em. Thì em đừng có trách sao anh không báo trước cho em đó nha. Có gì mà không nhắn anh mà gọi anh ra đây? Anh chưa đóng tiền lãi nữa hả? Thì sau khi nghe được chuyện từ Ken, tôi đã theo dõi Ken, mới biết được là hắn thuê cái thằng Nam đó đó. Mẹ thì thích mặc đồ đẹp, mà bây giờ mẹ phải mặc mấy cái áo này nè. Cũng tại con hết á. Con xin lỗi ba mẹ. Hát lên đi, nói ra đi. Bài tỏ hết, nghĩ suy nghĩ ngại chi. Nói yêu nhau đi, sống, sống, sống.